bài giảng ngày thứ hai ngày thứ hai đã qua bây giờ quý vị còn tám ngày nữa để tu tập tu tập thật cần mẫn thật nhiệt thành ngày thứ hai hơi khá hơn ngày thứ nhất hơi khá hơn một chút nhưng vẫn còn nhiều khó khăn cái tâm lang thang cái tâm phóng túng cái tâm vọng động quá sức Vô cùng bất ổn Vô cùng bất ổn Rất yếu đuối Rất dao động Không một chút an lạc Yên tĩnh Vô cùng hoang dại Như con dã dạ thú Như tâm con khỉ Truyền hết cảnh này sang cảnh khác Hết cảnh này sang cảnh khác Hết đối tượng này Sang đối tượng khác Hết đối tượng này sang đối tượng khác vọng động vô cùng chắc chắn là rất hoang dại như con bò rừng con voi rừng khi vào giữa xã hội loài người vào nơi cư ngụ của dân chúng nó rất nguy hiểm tàn phá mọi thứ gây nhiều thiệt hại nhưng một người đầy kinh nghiệm một người khôn khéo huấn luyện con voi rừng này con bò rừng này làm việc rất kiên nhẫn kiên nhẫn và bền bỉ và một khi con thú rừng này được thuần hóa, được huấn luyện, tất cả sức mạnh phi thường của nó dùng để phục vụ xã hội loài người. Nó bắt đầu phục vụ xã hội loài người. Trước kia sức mạnh của nó là mối nguy hiểm lớn lao, nay trở nên hữu dụng cho xã hội loài người. Cái tâm hoang dại này cũng thế. Một khi tâm này chưa được huấn luyện, chưa được thuần phục, nó rất nguy hiểm rất nguy hiểm rất có hại nhưng nếu bằng cách này hay cách khác chúng ta huấn luyện được nó thuần phục được nó sức mạnh phi thường của nó sẽ bắt đầu giúp chúng ta và so với sức mạnh của tâm sức mạnh của voi rừng không thể sánh bằng tâm khỏe hơn mạnh hơn bội phần không ai có thể làm hại chúng ta cho bằng chính cái tâm hoang dại của mình và không ai có thể giúp chúng ta nhiều cho bằng cái tâm đã được huấn luyện được thuần phục chịu theo khuôn phép của chúng ta cũng như việc huấn luyện voi rừng đòi hỏi nhiều kiên nhẫn người có kinh nghiệm trong việc huấn luyện voi rừng hay bò rừng không cảm thấy khó chịu không phát sinh lòng tức giận hay thù ghét đối với con thú rừng này người ấy làm việc rất kiên nhẫn rất kiên nhẫn nhưng bền bỉ cũng thế quý vị phải thật kiên nhẫn khi đối xử với tâm của mình muốn luyện tâm quý vị trong một hay hai ngày à ồ không được đâu không được đâu quý vị trở nên khó chịu vì không rèn luyện được nó này tôi đã bỏ ra hai ngày mà vẫn chưa rèn luyện được tâm tôi quý vị trở nên dao động bực bội tâm càng trở nên hoang dại hơn càng trở nên nguy hiểm hơn hãy kiên nhẫn quý vị phải làm việc thật kiên nhẫn, kiên nhẫn nhưng bền bỉ, bền bỉ liên tục, liên tục. Cuối cùng, quý vị sẽ thắng. Tâm chắc chắn sẽ chịu theo khuôn phép, nhưng quý vị phải tu tập. Không ai có thể làm giúp cho quý vị được. Quý vị phải chiến đấu cuộc chiến của chính mình. Quý vị phải tu tập để tự cứu mình, để tự giải thoát. Không ai khác có thể làm giúp cho quý vị được có người đã thành công trong việc kiểm soát tâm có người đã thành công trong việc thanh lọc tâm có người đã trở nên giải thoát giác ngộ với tất cả tâm từ và lòng thương yêu người này chỉ dạy cho chúng ta con đường giải thoát nhưng chính quý vị phải tự bước trên con đường ấy từng bước một từng bước một quý vị phải tự đi đến đích cuối cùng sẽ không có ai cõng quý vị trên vai để đi đến đích cuối cùng ấy không ai có thể cõng người khác trên vai để đi đến đích cuối cùng cả. Không thể được. Mỗi người phải tự tu tập. Dĩ nhiên, khi quý vị bắt đầu bước chân trên con đường của Tham Ma, con đường giải thoát, con đường giác ngộ, luật tự nhiên là thế, quy luật chung của tự nhiên là thế, quý vị sẽ hòa nhập với từ trường tốt lành của Thánh Nhân, của Tham Ma, và quý vị sẽ có được tất cả niềm hứng khởi và sức mạnh quý vị bắt đầu nhận được rất nhiều hỗ trợ từ kinh nghiệm bản thân và từ kinh nghiệm của nhiều thiền sinh khác tôi biết là quý vị sẽ được hỗ trợ quý vị có thể cho đó là ân phước quý vị gọi đó là ân sủng hay cho đó là bất cứ cái gì quý vị muốn quý vị sẽ được giúp đỡ Tuy nhiên, quý vị vẫn phải tự bước từng bước trên con đường ấy. Một chuyện xảy ra trong cuộc đời của Đức Phật Gautama. Một lần Ngài ở tại trung tâm thiền lớn tại thành phố Savasti, thủ đô nước Kosala. Một số đông tăng ni đến để học Vipassana với Ngài. Một số đông nam và nữ cư sĩ đến học phương pháp thiền này với Ngài để được lợi ích có một người thường đến nghe giảng vào buổi tối, nhưng không bao giờ chịu thực hành. Một hôm người ấy đến hơi sớm, và thấy chỉ có một mình Đức Phật. Người ấy đảnh lễ Đức Phật và nói, Bạch Thế Tôn, có câu hỏi này cứ lảng vảng trong tâm, nhưng con ngần ngại không dám hỏi, vì quanh Ngài có nhiều người quá. Bây giờ chỉ có một mình Ngài ở đây, xin cho phép con hỏi câu này. Ồ, anh cứ hỏi đi, không nên để điều gì còn mơ hồ lẫn lộn về thăm ma ở trong tâm cả cứ hỏi đi người ấy nói thưa thế tôn con đến đây học đã mấy năm nay con hiểu những điều ngài giảng dạy thật tốt lành nhưng cứ xem xét những người đến đây học đạo con nhận thấy rằng có người thực sự được giải thoát hoàn toàn giác ngộ hoàn toàn rõ ràng là qua cách cư xử cách sống cách hành xử với người khác và trong các hoàn cảnh rõ ràng họ là những người đã được giải thoát và có một số người chưa được giải thoát hoàn toàn nhưng sự thay đổi lớn lao đã đến trong cuộc đời họ con nhận thấy rằng có sự thay đổi tốt đẹp nhưng bạch thế tôn có những người như con không thay đổi gì cả xưa thế nào bây giờ vẫn vậy câu hỏi của con là bạch thế tôn với đầy quyền lực như Ngài, đầy lòng từ ái như Ngài. Nếu có người đến với Ngài, nương tựa nơi Ngài, tại sao Ngài không dùng hết quyền năng và lòng từ ái để giải thoát cho họ? Tại sao có người vẫn còn chưa được giải thoát, hay chỉ được giải thoát có một nửa? Bạch Thế Tôn, câu hỏi ấy cứ làng vảng trong đầu con. Đức Phật mỉm cười, đây là điều Ngài luôn dạy đi dạy lại nhưng vẫn có người không chịu hiểu ngài có thể làm gì được thế là ngài lại giải thích và tùy theo trình độ của người hỏi cách giải thích của ngài có khác đi đôi khi ngài trả lời bằng cách hỏi ngược lại cũng thế trong trường hợp này ngài bắt đầu hỏi ngược lại này anh từ đâu đến bạch thế tôn con từ thành phố sravasti này thủ đô của kosala Ồ không, không, cứ theo diện mạo tôi biết anh không ở miền này. Anh từ vùng khác đến đây lập nghiệp. Thưa Thế Tôn, ngài nói đúng. Thực ra nguyên quán của con ở Magatha, Raskiri. Con đến đây lập nghiệp được vài năm qua. Tốt, đã đến đây lập nghiệp, anh đã cắt đứt mọi liên hệ với Rasgiri, với Makata. Anh không trở lại nơi đó ư? Thưa Thế Tôn, không phải vậy. Con vẫn trở lại nơi đó, con vẫn còn họ hàng thân hữu cơ sở kinh doanh ở đó mỗi năm con đi rashgiri vài lần à thì ra là vậy thường đi gastri như thế chắc anh phải biết rõ con đường từ đây đến rashgiri vì anh đã đi qua đường này nhiều lần thưa thế tôn con biết rất rõ con đường này bây giờ hãy nói cho ta nghe đã cư ngụ ở miền này anh hẳn có nhiều bạn bè trong số những người bạn này phải có người thân thiết với anh có phải thế không? Thưa Thế Tôn, có vài người trở nên thân thiết với con. Những người thân thiết với anh chắc chắn họ biết anh không thuộc vùng này. Họ biết anh thực ra từ Magatha, từ Rashkiri đến đây lập nghiệp. Và họ cũng phải biết là mỗi năm anh thường đi Rashkiri rồi trở về nhiều lần. Thưa Thế Tôn, phải. Như vậy, những người thân thiết với anh biết là anh biết rất rõ đường đi nước bước từ đây đến Rashkiri. Thưa Thế Tôn, phải. Vài người trong số đó chắc đã hỏi anh, con đường này ra sao? Con đường như thế nào? Anh có giải thích rõ hay giữ bí mật tuyệt đối? Bí mật tuyệt đối nào, thưa Thế Tôn, con giải thích cho họ rất rõ ràng. Bạn bắt đầu đi từ đây, từ Sravasti, đi về hướng đông. Bạn di chuyển về hướng này, về hướng kia, rẽ đường này, rẽ đường kia, và bạn sẽ đến Varanasi. Rồi bạn cứ tiếp tục đi về hướng này, hướng kia, ở chỗ này chỗ kia bạn sẽ đến Gaya và cứ tiếp tục đi hướng này bạn sẽ đến Raskiri con chỉ chọn vẹn con đường ấy rất rõ ràng rất rõ ràng như thế ai được anh chỉ cho con đường ấy chắc chắn đều đã tới Raskiri làm sao được thưa thế tôn nếu không đặt chân bước đi trên con đường ấy làm sao tới được Raskiri này anh bạn trẻ đó là điều ta vẫn thường nói mỗi ngày đại chúng đến với ta biết rất rõ ràng đây là người đã hoàn toàn giải thoát người đã đến đích cuối cùng họ gặp ta và hỏi con đường giải thoát là gì ta có giữ bí mật về con đường ấy không ta giải thích cho họ rất rõ ràng bạn bước đi như thế này như thế này và bạn sẽ đến giai đoạn này và giai đoạn này cứ tiếp tục đi như thế cứ tiếp tục đi và bạn sẽ đến đích cuối cùng nếu có người chỉ nghe và nói lành thay lành thay lành thay sadu 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 và đảnh lễ ba lần nhưng không hề đặt chân trên con đường giải thoát làm sao người này đi đến đích cuối cùng được ta có thể làm gì được ta đã chỉ cho con đường công việc của ta đã xong có người đã bước đi trên con đường giải thoát có người chỉ mới bước một bước trên con đường này người này đến gần đích hơn một bước có người bước được một trăm bước trên con đường giải thoát người này đến gần đích hơn một trăm bước có người đã đi hết con đường giải thoát người này đã đến đích mỗi người phải tự mình bước đi trên con đường giải thoát không ai khác có thể bước dùng được không ai khác nếu tôi khát nước và người khác uống nước tôi không hết khát được để tự giải cơn khát tôi phải uống nước nếu tôi bị bệnh và người khác uống thuốc, tôi sẽ không khỏi bệnh được. Tôi phải tự uống thuốc. Giản dị có thế, nhưng chúng ta không muốn làm như vậy. Chúng ta chỉ mong đợi một thứ quyền lực siêu nhiên rất tử tế nào đó làm giúp chúng ta. Mong đợi như thế không ích lợi gì cả. Không ích lợi gì cả. Mỗi người phải tự tu tập để tự cứu mình. Mỗi người phải tự mình bước chân đi trên con đường giải thoát

Quý vị phải làm việc cần mẫn và nhiệt tâm để tự giải thoát. Tathagata nghĩa là người đã được giải thoát. Nghĩa đen của chữ Tathagata là người đã đạt đến đích cuối cùng của chân lý tối hậu, chân lý bất diệt. Có người đã trở thành Tathagata, người đã đạt đến đích cuối cùng ấy, sẽ động lòng từ chỉ cho quý vị con đường giải thoát. Đây là con đường Akataro, người ấy sẽ chỉ cho ta thấy con đường mà thôi. Đây là con đường giải thoát. Akataro Tathagata Ai đã đạt đến đích cuối cùng đó cũng sẽ chỉ cho ta thấy con đường mà thôi. Mỗi người phải tự mình bước trên con đường giải thoát. Mỗi người phải tu tập để tự cứu mình. Nếu chấp nhận điều này và chấp nhận càng sớm càng tốt, rằng tôi phải bước đi trên con đường giải thoát, Tôi phải bước từng bước để đến đích cuối cùng thì câu hỏi kế đến sẽ là con đường giải thoát ấy là gì? Làm thế nào để bước đi trên con đường ấy? Đức Phật đã giải thích, giải thích nhiều lần. Giải thích là điều mà ngài đã làm suốt đời mình. Tiếp tục giải thích con đường giải thoát, giải thích thamma. Thamma có nghĩa là quy luật. Thamma có nghĩa là sự thật tham ma có nghĩa là tự nhiên đó là luật tự nhiên luật chung của thiên nhiên vốn cai quản toàn thể vũ trụ cả loài có tri giác lẫn vô tri vô giác nó không bao giờ có tính cách giáo phái nó là chung cho tất cả người ta phải hiểu luật này là gì tự nhiên này là gì người ta phải hiểu rằng nếu tôi vi phạm luật này tôi bị trừng phạt ngay tại đây và ngay bây giờ nếu tôi sống tương thuận với luật này, phù hợp với luật này, tôi bắt đầu được tưởng thưởng. Tôi bắt đầu tiến dần đến mục tiêu cuối cùng. Đây là con đường giải thoát. Có người đến gặp Ngài và hỏi, Bạch Thế Tôn, vắn tắt trong vài chữ, vài chữ đơn giản, xin nói cho con biết thế nào là con đường giải thoát. Con không thể hiểu được triết lý cao siêu hay tất cả những thứ tương tự như thế. Và Đức Phật mỉm cười, Tham ma không phải để cho triết lý cao siêu. Tham ma là để cho mọi người thực hành. Nên họ phải hiểu tham ma là gì. Nếu họ không hiểu và chỉ chơi trò chơi trí thức, điều đó không giúp ích được gì cả. Tham ma luôn luôn được giải thích bằng ngôn ngữ giản dị. Được, ta sẽ giải thích cho các người hiểu. Qua ngôn ngữ thổ ấy, Đức Phật giải thích trong vài chữ bằng chính lời của Ngài. പസയ കുശലസുസംപദ സ ചേത്ത പരിയോദപ്പം ബുദ്ധാന etang sasanang. là giáo huấn. Buddhana là tất cả các đức Phật. Đây là giáo huấn của tất cả các vị Phật. Ngài không bao giờ nói đây là giáo huấn của ta. Buddha không phải là tên của một người nào. Buddha có nghĩa là bậc giác ngộ, người giải thoát. Tên của người giác ngộ ấy là Gotama và việc trở thành Phật không phải là độc quyền của một người nào. Không phải chỉ một mình Gautama mới có thể thành Phật. Bất cứ ai cũng có thể thành Phật. Dĩ nhiên, thành Phật không phải là chuyện dễ dàng. Quý vị đến đây 10 ngày và nghĩ rằng mình sẽ thành Phật. Không được, không được đâu. Đây là chuyện rất khó, rất khó. Nhưng nếu làm việc cần mẫn, cần mẫn, cần mẫn, thì ai cũng có khả năng trở thành một người giác ngộ hoàn toàn, trở thành Phật. Và khi người nào thành Phật, người ấy sẽ chỉ giảng dạy con đường này mà thôi. Ngoài ra không còn gì khác. Đây sẽ là giáo huấn của tất cả các bậc giác ngộ. Giáo huấn đó là gì? <laughs> Akaranang là tránh, không làm. Sabba là tất cả. Papasa tất cả hành động tội lỗi không làm tất cả các điều ác, điều bất thiện. Và làm các điều thiện, các điều lành, bước vào lãnh vực đạo hạnh. Upasampara, sống một cuộc sống đạo hạnh. Upasampara và Sachitta Pariyodapanang, không ngừng thanh lọc tâm. Thế thôi, không làm các điều ác, bất thiện, làm các điều thiện, các điều lành và không ngừng thanh lọc tâm mình. Toàn thể tham ma nằm trọn vẹn trong đó, không thiếu sót gì cả. Quý vị không phải thêm gì vào. Đó là lý do tại sao nó được gọi là Paripunam, đầy đủ. Nó hoàn toàn đầy đủ và quý vị không phải lấy bớt ra cái gì từ tham mà. Không có gì sai dù chỉ là một dấu chấm để phải lấy ra. Nó là lý do tại sao nó được gọi là Parisu tâm, hết sức tinh khiết, tinh khiết cực độ, không có gì để bớt đi, không có gì để thêm vào. Đó là tham mà, không làm các điều ác, làm các điều lành và thanh lọc tâm. Tôn giáo nào xứng đáng với danh xưng cũng sẽ nói như thế. Nhưng khi Bậc Giác Ngộ giảng pháp, vị ấy giảng tham ma à, pháp chung cho tất cả không bao giờ giảng điều gì có tính cách giáo phái. Tham ma phổ quát, tham ma vĩnh cửu, luật tự nhiên là vĩnh cửu. Trong quá khứ đúng ra sao, hiện tại cũng đúng như vậy, và tương lai cũng đúng như thế. Và Pháp áp dụng cho từng người và cho tất cả mọi người, đó là tham ma. Nhưng vì cuồng điên, vì vô minh, người ta quên mất cái tinh túy của tham ma, và họ biến tham ma thành tông phái, rồi tông phái này tông phái kia hay tông phái nọ rồi chính giáo huấn này bắt đầu mang ý nghĩa khác nhau mọi người đều nói giống nhau không làm điều ác không có tôn giáo nào nói cứ làm điều ác mọi người cùng nói một điều như nhau làm điều thiện điều lành tôn giáo nào truyền thống nào cũng đều nói thế thanh lọc tâm mọi tôn giáo mọi truyền thống mọi người cũng sẽ nói như vậy nhưng khi giải thích thì có sự khác biệt lớn lao. Sự khác biệt rất lớn. Điều ác là gì? Điều lành là gì? Khi tham ma biến thành tông phái, thì tông phái ấy, những người gọi là tu sĩ của tông phái ấy, những người gọi là người đạo hạnh của tông phái ấy, họ có thể khoác loại y này hay áo choàng kia, có thể có tràng hạt này hay chuỗi hạt kia, có thể có dấu ấn này hay dấu ấn kia trên trán mang hình dáng bên ngoài này hay hình dáng bên ngoài kia lúc bây giờ những người thuộc tông phái này sẽ nói rằng chỉ có những ai có hình dáng bên ngoài như thế mới là người đạo hạnh còn những người khác thì không một quan niệm được nêu ra một thứ quan niệm lệch lạc một quan niệm khác mỗi một tông phái những người thuộc về tông phái đó sẽ cử hành loại nghi thức này hay nghi lễ kia lễ nghi này hay lễ nghi kia mỗi tông phái có nghi lễ nghi thức lễ nghi khác nhau và những người thuộc về tông phái này sẽ nói người nào cử hành những nghi thức này những nghi lễ này những lễ nghi này ồ họ là những con người đạo hạnh còn ai không cử hành những nghi lễ ấy họ không phải là những người đạo hạnh họ là những kẻ tội lỗi một thứ quan niệm điên rồ về tội lỗi và thánh thiện được đưa ra một quan niệm khác được đưa ra còn gây lầm lẫn hơn nữa mỗi tông phái còn có niềm tin này, giáo điều kia, triết thuyết nọ. Mỗi tông phái tin vào triết thuyết này, giáo điều kia. Chỉ những ai tin vào giáo điều này, tin vào triết thuyết này mới là người thật đạo hạnh. Còn ai không tin vào những điều ấy, họ không phải là con người đạo hạnh. Những quan niệm này về tội lỗi và thánh thiện gây tổn hại cho tham ma. Tham ma không còn là tham ma nữa. Trong tham ma, quan niệm là chúng cho tất cả không có tính cách tông phái hình dáng bên ngoài sẽ khác biệt từ người này sang người khác từ tông phái này sang tông phái khác các nghi thức các lễ bái các lễ nghi sẽ khác biệt tùy theo từng người tùy theo từng tông phái niềm tin về lý thuyết có thể khác nhau tùy theo từng người tùy theo từng tông phái nhưng định nghĩa của tham ma không thể khác đi nó là phổ quát và vĩnh cửu việc ác là gì việc bất thiện là gì bất cứ hành vi nào từ lời nói cho đến việc làm bất cứ việc nào quý vị làm mà gây tác hại hay thương tổn đến các chúng sinh khác quấy nhiễu sự an lạc và hòa hợp của các chúng sinh khác là một việc ác một việc bất thiện và việc lành là gì việc thiện là gì tất cả các hành vi nào từ lời nói cho đến việc làm hỗ trợ giúp đỡ các chúng sinh khác đem lại một bầu không khí an lạc và hòa hợp, không quấy nhiễu sự an lạc và hòa hợp của các chúng sinh khác, không gây tác hại hay thương tổn cho ai. Đó là việc lành, việc thiện. Định nghĩa này là phổ quát, là chung cho tất cả. Khi người ta tiếp tục đi sâu hơn vào thâm ma, ở mức độ thực nghiệm, nó trở nên rất rõ ràng là điều này phù hợp với luật tự nhiên, phù hợp với luật tự nhiên. Điều thứ nhất, tránh tất cả các điều ác được gọi là sila là. sống cuộc đời đạo đức không làm bất cứ hành động nào từ lời nói đến việc làm mà gây tổn hại đến các chúng sinh khác sống một cuộc đời đạo đức làm những việc thiện và việc thiện tốt nhất là làm chủ được tâm của quý vị đừng bao giờ chịu làm nô lệ cho tâm học cách làm sao để định tâm học cách phát triển được nhất tâm bất loạn lấy thiện làm nền tảng, không có bất cứ điều gì chống đối ai, không có tức giận, thù hận hay ác ý. Đây là việc thiện tốt nhất. Khi người ta bắt đầu bước chân trên con đường giải thoát, điều trở nên rất rõ ràng là giáo huấn này là phổ quát, là chung cho tất cả. Bước đầu được gọi là Sila, bước thứ hai là Samadhi, và bước thứ ba, sự thanh lọc tâm, được gọi là Panya minh nha có nghĩa là trí tuệ, tuệ giác, chứng nghiệm trực tiếp về sự thật bên trong mình và phát triển trí tuệ về quy luật tự nhiên và thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm ở mức độ sâu nhất. Bây giờ nói đến phần đầu, sila là đạo đức, giới hạnh. Mới đầu người ta chỉ bắt đầu hiểu giới ở mức độ trí thức. Phải, tôi không nên làm bất cứ điều gì từ lời nói đến việc làm gây tổn hại đến các chúng sinh khác chẳng hạn nếu có người đến đánh tôi giết tôi chắc chắn là tôi không thích điều đó tôi không thích điều đó như thế nếu tôi đánh người khác giết người khác thì người bị đánh bị giết này cũng không thích điều đó do đó tôi không nên làm gì mà tôi không muốn kẻ khác làm cho tôi tôi không nên sát hại sự sát hại này sẽ gây thương tổn đến người khác tổn hại đến người khác nếu có người nào ăn cắp cướp đoạt vật gì rất thân yêu của tôi tôi không thích thế tôi cảm thấy bị tổn thương vì thế tôi không nên ăn cắp cái gì của người khác hành động này sẽ gây thương tổn đến người khác tôi không nên làm như thế nếu có người nào hãm hiếp hay tà dâm đến người trong gia đình tôi tôi không thích thế tôi bị tổn thương tương tự như thế tôi không nên làm điều như vậy người khác sẽ bị tổn thương nếu có người nào nói dối hay cố lường gạt tôi, tôi không thích như thế. Tôi không nên nói dối, lường gạt người khác. Nếu có người nói lời thô bạo, tôi không thích như thế. Tôi không nên nói lời thô bạo với người khác. Họ sẽ không thích như thế. Tôi hiểu và ai ai cũng hiểu rằng ta không nên làm điều này, không nên làm điều kia. Nhưng khi bị say thuốc phiện hay say rượu, ta trở nên bất lực người ta trở thành nô lệ cho cân say và sẽ làm tất cả những điều người ta không muốn làm. Tôi không nên dùng các chất gây say. Đây là điều người ta hiểu ở bề mặt của tâm, ở mức độ lý trí. Theo cách khác, người ta bắt đầu hiểu ở mức độ sâu hơn một chút, nhưng vẫn ở mức độ lý trí. Con người là một cá thể trong xã hội. Người ấy phải sống trong xã hội, sống với người trong gia đình và với người khác nếu người ấy cứ tiếp tục làm những điều quấy phá toàn thể môi trường chung quanh tạo bất hòa khắp nơi phá rối an lạc khắp nơi làm sao người này có thể hưởng được an lạc và hòa hợp nếu tôi châm lửa đốt khắp nơi quanh tôi chung quanh tôi là lửa lửa thiêu đốt làm sao tôi trông mong được sự tươi mát sự yên tĩnh trong tôi không thể được cho nên tôi phải giúp cho môi trường chung quanh trở nên an lạc hơn thanh bình hơn rồi chỉ khi ấy tôi mới có thể sống trong môi trường đó và cảm thấy an lạc, thanh bình. Phải, điều này trở nên rõ ràng hơn, nhưng tham ma mới thực sự rõ ràng khi ta bắt đầu thực hành. Và bậc giác ngộ đưa ta tới chiều sâu nơi ta có thể bắt đầu chứng nghiệm được luật tự nhiên. Ở mức độ thực nghiệm, nó trở nên rất rõ ràng là khi nào tôi có hành động nào làm hại người khác bằng lời nói hay việc làm, tôi không thể thực hiện hành động ấy trừ khi tôi tạo ra rất nhiều điều xấu xa trong tâm mình. Tôi không thể giết hại kẻ khác nếu tôi không phát sinh ra giận dữ, thù ghét, ác ý, hận thù. Tôi không thể ăn cắp nếu tôi không nảy sinh sự tham lam dữ dội. Tôi không thể làm chuyện tà dâm nếu tôi không đam mê nhục dục. Và như thế, có thể là ngã mạn, có thể là ghen tị. Không bất tịnh này thì cũng bất tịnh khác. Tôi tạo ra những điều này trong tâm, và chỉ từ đó tôi mới có thể có lời nói việc làm gây tổn hại đến người khác. Qua kinh nghiệm, người bước chân trên con đường tham ma sẽ bắt đầu hiểu được điều này. Và qua kinh nghiệm, người ta cũng sẽ bắt đầu hiểu được rằng, bất cứ khi nào tôi phát sinh sự tiêu cực nào trong tâm, giận dữ, oán ghét, ác ý, hận thù, đam mê, sợ hãi, ngã mạn, ganh tị, tham lam, bất cứ bất tịnh nào trong tâm thiên nhiên không muốn điều này điều này đi ngược lại với luật tự nhiên và thiên nhiên bắt đầu trừng phạt tôi tôi chịu hình phạt ngay tại đây và ngay bây giờ hãy bỏ qua một bên chuyện hình phạt sẽ đến sau khi chết chúng tôi không nói là chúng tôi không tin như thế nhưng hãy gác chuyện đó qua một bên quý vị sẽ chịu hình phạt ngay tại đây và ngay bây giờ ai bước chân trên con đường sẽ bắt đầu nhận biết rằng thiên nhiên đã bắt đầu trừng phạt tôi bởi vì khi tôi nổi giận, tôi trở nên vô cùng dao động, vô cùng bất hạnh, vô cùng khốn khổ. Tôi không thể nào vừa nổi giận lại vừa cảm thấy rất an lạc, đầy bình yên. Không thể được. Chắc chắn là tôi trở nên dao động. Tương tự như thế, nếu tôi sinh ra bất cứ thật xấu nào, chắc chắn tôi trở nên dao động. Luật tự nhiên là như thế. Thiên nhiên đã bắt đầu trừng phạt tôi và nếu tôi tránh không có những hành động này và không phát sinh những tật xấu trong tâm rồi thì thiên nhiên bắt đầu tưởng thưởng tôi tôi cảm thấy an lạc vô cùng định luật tự nhiên sau đây càng trở nên rõ ràng không hãm hại người khác không gây tổn thương cho người khác đừng làm những gì bằng lời nói hay việc làm phiền nhiễu đến người khác vì như thế là quý vị đã bắt đầu tự hãm hại mình quý vị không biết đến điều ấy đâu nhưng quý vị là nạn nhân đầu tiên của hành vi của mình nếu muốn giết hại ai quý vị phải có tâm nóng giận khi nổi giận quý vị bị trừng phạt ngay lập tức quý vị là nạn nhân đầu tiên của sự nóng giận của chính mình thật xấu của chính mình điều này càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn đối với người bước chân trên con đường thăm mà rồi ở mức độ sâu thẳm hơn vì người ta đã bắt đầu chứng nghiệm sự thật bên trong khuôn mẫu thói quen và lối sống tự động thay đổi vì không chứng nghiệm được sự thật bên trong Lúc nào người ta cũng coi trọng những gì ở bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài. Người ta không biết thiên nhiên đã bắt đầu trừng phạt người này, người ta không biết thiên nhiên đã bắt đầu tưởng thưởng người kia, người ta chẳng biết gì cả. Bây giờ với phương pháp thiền, quý vị sẽ học trong người ngày này, điều này càng trở nên rõ hơn. Không chỉ ở mức độ trí thức, không chỉ ở mức độ sùng tín, vì Đức Phật đã nói như thế, hay vì giáo chủ một tôn giáo đã nói như thế, hay vì kinh điển đã nói như thế điều đó chẳng giúp ích được gì cả một khi nó trở nên rõ ràng hơn ở mức độ thực nghiệm bằng kinh nghiệm trực tiếp thì nó giống như quý vị cho tay vào lửa và bàn tay quý vị bị phỏng bây giờ quý vị biết là cho tay vào lửa đụng vào lửa chỉ làm khổ mình lần tới quý vị sẽ rất cẩn thận không cho tay vào lửa nữa vì không muốn tay bị phỏng quý vị sẽ tránh không cho tay vào lửa nữa trong thâm tâm quý vị bắt đầu kinh nghiệm được rằng nếu bất cứ khi nào quý vị làm tổn thương người khác, trước khi quý vị làm tổn thương người đó, quý vị đã bắt đầu tự làm tổn thương mình trước. Quý vị đã bắt đầu bị thiêu đốt trong tâm, lửa địa ngục nội tâm bắt đầu thiêu đốt quý vị ở ngay tại đây và ngay lúc này. Và khi làm những điều thiện, điều tốt lành giúp đỡ người khác, quý vị bắt đầu hưởng được sự an lạc, yên bình của cõi thiên đàng nội tâm. Địa ngục ở nội tâm thiên đàng ở nội tâm ta bắt đầu chứng nghiệm được điều này và kinh nghiệm này giúp ta thu tập thamma một cách thích hợp tránh làm các điều ác hãy làm những điều lành con đường giải thoát được giải thích tỉ mỉ chi tiết quý vị cần bước đi từng bước một trên con đường giải thoát ấy như thế nào theo ngôn ngữ thời ấy toàn thể con đường ấy được gọi là aryo athanjiko mago mago có nghĩa là con đường À, Rio có nghĩa là thánh thiện. Con đường thánh thiện hay thánh đạo, thánh đạo với ý nghĩa bất cứ ai bước chân trên con đường đó chắc chắn sẽ trở thành con người thánh thiện. Người ta có thể thuộc quốc gia này hay quốc gia kia, cộng đồng này hay cộng đồng kia, màu da này hay màu da kia, giới tính này hay giới tính kia, chẳng có gì khác biệt cả. Bất cứ ai bước chân trên con đường đó chắc chắn sẽ trở thành con người thánh thiện, một thánh nhân một người tốt bụng một người có tâm thanh tịnh đó là lý do tại sao con đường này được gọi là thánh đạo là bát thánh đạo thánh đạo ấy được chia làm ba phần shila Samadhi, panya shila là đạo đức là giới hạnh không làm bất cứ điều gì từ lời nói đến việc làm gây tổn hại cho người khác ba phần của thánh đạo kết hợp thành shila là sammavacha Samma Kamanta và Samma Ajiva. Chữ Samma có nghĩa là chân tránh. Samma Vaksa là lời nói chân tránh, tránh ngữ. Lời nói phải chân tránh, phải tốt lành. Làm sao quý vị biết cái gì là tốt lành, cái gì là không tốt lành? Nếu quý vị biết và tránh cái không tốt lành, cái còn lại là tốt lành. Cái gì là lời nói tốt lành, lời nói không tốt lành? Quý vị tránh không nói dối, nói dối là điều bất thiện. quý vị không nói lời thô bạo, những lời làm đau lòng người khác, những lời chẳng giúp được họ về bất cứ phương diện nào. vì quý vị nói lời thô bạo đó là bất thiện. quý vị không nói sau lưng người khác. giả thử có hai người là bạn với nhau, quý vị nghe điều gì đâu đó về một người và nói cho người kia nghe, quý vị phá vỡ tình bạn của họ, biến họ thành kẻ thù. quý vị đã làm điều bất thiện. hãy quý vị chỉ nói lời phỉ bán, lời nhảm nhí phí thì giờ của mình, phí thì giờ của người khác. Đây là hành vi bất thiện bằng lời nói. Không nói tất cả những lời này, tất cả những lời còn lại là thiện. Sammavaksa, lời nói thiện. Kế đến là Sammakamanta, việc làm thiện, việc làm chân tránh, tránh nghiệp. Áp dụng cùng tiêu chuẩn trên, bất cứ hành vi nào gây tổn thương hay hãm hại người khác là bất thiện. Nếu quý vị tránh không làm những điều ác này, điều còn lại là thiện. Không giết hại, không trộm cắp, không tả dâm, không dùng các chất gây say. Nếu quý vị tránh các điều này, thì tự động tất cả các việc làm của quý vị trở nên thiện. Các hành vi còn lại là hành vi thiện. Rồi đến Samma Achiva, nghề nghiệp chân tránh, tránh mạng. Nếu một người là nam tu sĩ hay nữ tu sĩ, người tu ẩn giật hay tu khổ hạnh, trong trường hợp đó, người tu ấy đi khất thực bằng bình bát và không giữ bất cứ thứ gì làm của cải mang theo. Nhưng một cư sĩ thì không ra khỏi nhà đi khất thực với một bình bát. Người ấy phải làm việc để kiếm sống, làm việc chăm chỉ, thật thà, không làm hại người khác. Giờ đây, cùng một tiêu chuẩn ấy, nghề nghiệp mưu sinh của quý vị, việc làm ăn giao dịch của quý vị phải thiện như thế, nhận thù lao từ công việc làm, nhưng công việc ấy không làm hại ai cả. Nếu quý vị kinh doanh để kiếm nhiều lời và sự kinh doanh này làm hại người khác, thì đó không phải là Samma Ajiva, không phải là nghề nghiệp chân chánh. Nếu phương tiện sinh nhai của quý vị khuyến khích người khác phạm giới, để sống cuộc đời vô luân và quấy nhiễu cuộc sống an lạc và hòa hợp của người khác, thì đó không phải là Samma Ajiva, không phải là nghề nghiệp chân chính. Ví dụ, nếu có người nhúng tay vào việc buôn bán vũ khí, đạn dược, súng ống, bom nguyên tử, bom khinh khí và thu được nhiều tiền, nhiều lợi nhuận. Nhưng bất cứ ai mua những thứ này sẽ dùng để giết hại kẻ khác. Đây không phải là kế sinh nhai tốt đẹp, không phải là nghề chân chính. Người ta có thể nói tôi đâu có giết hại. Phải, quý vị không giết hại, nhưng quý vị giúp người khác giết hại. Quý vị khuyến khích người khác giết hại. Không phải là nghề nghiệp chân chính. Nếu có người buôn bán thịt cá và nói tôi không giết, người khác giết đấy quý vị vẫn khuyến khích người khác giết hại đấy không phải là nghề chân chính có người buôn bán súc vật cho súc vật ăn cỏ rồi đem bán cho đồ tể nói rằng tên đồ tể giết không phải tôi không quý vị khuyến khích việc giết hại ấy không phải là nghề chân chính có người buôn bán thuốc độc có người mua để giết kẻ khác không phải là nghề chân chính cứ như thế với bất cứ thứ gì nếu món hàng quý vị buôn bán khuyến khích người khác phạm giới, thì nghề nghiệp mưu sinh này không chân tránh. Có nghề nghiệp đôi khi trông có vẻ chân chính, nhưng nếu động cơ thúc đẩy sai, thì nghề ấy cũng không chân chính. Một chuyện xảy ra trong đời tôi, cách đây nhiều năm, khi tôi chưa tiếp xúc với tham ba thuần khiết, tôi chẳng bao giờ biết quan sát nội tâm. Nhưng tôi thường tự cho mình là người rất biết sống theo đạo nghĩa, một người rất sùng đạo, cử hành hết nghi thức này đến nghi lễ kia đóng góp chỗ này đóng góp chỗ kia nhưng tôi không bao giờ biết về thăm ma thuần khiết tình cờ một người trong gia đình bị bệnh nặng mà bác sĩ gia đình lúc đó đi vắng tôi phải tìm đến một bác sĩ khác vị bác sĩ mới này rất nổi tiếng nhưng rất bận chúng tôi không biết vị bác sĩ ấy có đồng ý đến nhà khám bệnh hay không chính bản thân tôi đi thuyết phục bác sĩ ấy đến nhà tôi bước vào phòng mạch nơi thường rất đông bệnh nhân nhưng tôi không thấy ai cả. Chỉ có một mình bác sĩ. Dĩ nhiên là tôi mừng lắm, bởi vì chỉ có một mình có nghĩa là ông ta sẽ chịu đến nhà tôi. Nhưng vì tò mò, tôi hỏi ông ta. Thưa bác sĩ, ngày nào cũng có nhiều bệnh nhân xếp hàng dài tại phòng mạch của ông. Sao hôm nay không thấy ai cả? Với khuôn mặt đầy thất vọng và buồn so, ông ta trả lời. Ông quen ca, vào mùa này, lúc này trong năm luôn luôn có bệnh dịch này hay bệnh dịch khác. Tôi không hiểu sau năm nay điều gì đã xảy ra mà chả có bệnh dịch gì cả. Tôi cảm thấy rất buồn. Nghề nghiệp của một bác sĩ, của một y sĩ là nghề cao quý, phục vụ kẻ khác, giúp họ thoát khỏi bệnh tật. Hãy nhìn xem động cơ của vị bác sĩ này. Ông ấy muốn nhiều bệnh dịch lan tràn. Không phải bác sĩ nào cũng thế cả. Ta không nên vơ đũa cả nắm. Nhưng trong trường hợp ông bác sĩ này, tôi cảm thấy rất buồn nhưng vào lúc ấy tôi không biết quan sát thực tại trong tôi khi không biết quan sát thực tại bên trong ta luôn luôn soi mói tìm lỗi ở người khác hãy nhìn xem người này xấu xa vô cùng người kia xấu xa vô cùng người ấy xấu xa vô cùng khi tôi bắt đầu thực hành phương pháp thiền này quan sát sự thật bên trong tôi thấy rằng tôi còn tệ hại hơn vị bác sĩ ấy nữa xuất thân từ giới kinh doanh từ gia đình buôn bán làm ăn nên tôi hiểu những thương gia và động cơ thúc đẩy của họ chúng tôi có ngôn ngữ riêng chẳng hạn đang có chiến tranh hay nạn đói hàng tiêu dùng khan hiếm giá cả vùn vụt leo thang theo ngôn ngữ của chúng tôi ngôn ngữ kinh doanh chúng tôi nói thị trường đang phát triển tuyệt diệu thay thị trường đang phát triển giá càng cao chúng tôi càng có nhiều lời bất cứ hàng hóa nào chúng tôi có sẽ mang lại nhiều lời thị trường đang phát triển khi không còn nạn đói, không còn chiến tranh, bây giờ có nhiều hàng tiêu dùng, giá cả đã giảm xuống. Với lòng rất buồn thảm, chúng tôi nói, thị trường đã bị đổ vỡ rồi, tệ quá, tệ quá. Phong cách làm ăn, động cơ thúc đẩy kiểu gì thế? Có ai bị khổ đau hay không, chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi chỉ biết đến tiền. Ồ, ta sẽ không hiểu được điều này, cho đến khi nào ta bắt đầu quan sát sự thật bên trong ta vẫn còn bị lôi kéo vào cuộc đảo điên này làm thương mại không có gì sai cả ta phải kiếm ra tiền một cách hợp lý không làm hại đến ai với điều kiện là ta hiểu rằng mình đang đóng một vai trò một vai trò quan trọng trong việc phục vụ cộng đồng theo đường lối này trong bất cứ nghề nghiệp nào nếu ta có thái độ là bằng nghề nghiệp chuyên môn của tôi tôi đang phục vụ xã hội để bù lại tôi được xã hội trả công thì việc phục vụ xã hội trở thành quan trọng hơn. Tiền thủ lao chắc chắn sẽ đến, không có gì sai trái cả. Một thương gia mua hàng hóa từ nhà sản xuất và phân phối cho người tiêu thụ, không có gì sai cả. Không phải người tiêu thụ nào cũng có thể chạy tới nhà sản xuất để thỏa mãn nhu cầu của mình. Cần phải có người trung gian. Nhưng người trung gian này nếu bắt đầu nghĩ rằng tôi đến đây để trục lợi và kiếm tiền, thì lối chạy đua cật lực này để kiếm tiền, tiền, tiền sẽ làm cho người này mất trí. Cách xa tham ma nhiều lắm. Điều này cách xa tham ma lắm. Samma Ajiva muốn quý vị có thiện ý, có động lực kiếm tiền tốt, không làm hại người khác. Phục vụ cộng đồng, một thành viên trong xã hội đóng vai trò phụng sự xã hội tùy theo khả năng của mình. Cả ba điều này, Samma Vajra, Samma Kamanta và Samma Ajiva, lời nói chân tránh, việc làm chân tránh, nghề nghiệp chân tránh. Kết hợp thành phần thứ nhất của tham ma là sila, là giới hạnh. Nếu người thầy dạy tham ma chỉ dạy có thế thôi, thì người ấy không phải là bậc giác ngộ. Bậc giác ngộ giảng dạy trọn vẹn tham ma. Chỉ dạng dạy và nói với người ta rằng, Ồ, trên thế gian, chớ làm điều này, chớ làm điều kia, chớ làm điều nọ. Và nên làm điều này, nên làm điều kia, nên làm điều nọ. Người nghe từ tai này lọt qua tai kia, đây chỉ là thăm ma không trọn vẹn. Nó chẳng có ảnh hưởng gì, bởi vì người ta biết rất rõ là mình không nên làm điều này, không nên làm điều này, nhưng người ta tiếp tục làm như cũ. Người say biết rõ rằng bệnh nghiện không tốt cho mình, biết là phải thoát khỏi cơn nghiện, nghiện ngập thật là xấu. Người cờ bạc biết rất rõ, ta không nên đánh bạc, nhưng khi tới lúc, người ta quên hết tất cả, chỉ biết say xưa, chỉ biết cờ bạc. Tại sao thế? Bởi vì người ấy không kiểm soát được tâm, không làm chủ được tâm. Người ấy là nô lệ cho tâm của chính mình. Sâu tận bên trong, người ấy là nô lệ cho khuôn mẫu hành xử của chính mình. Nếu chỉ giảng như thế, tham ma không đầy đủ, chỉ nói về sila không thôi, chẳng có ích lợi gì cả. Do đó, bước kế tiếp là Samadhi, sự làm chủ được tâm. Quý vị phải học cách trở thành chủ nhân của chính tâm mình. Quý vị phải học cách định tâm và định tâm với nền tảng thiện. Định được tâm với nền tảng thanh tịnh này thì đây là Samadhi. Ba mục khác của Tham Ma thuộc về phần Samadhi này là Samma Vayamo, Samma Sati và Samma Samadhi. Samma Vayamo là nỗ lực chân tránh, tu tập đúng cách, tránh tinh tấn. Khi cơ thể bị yếu, không được khỏe mạnh, quý vị phải tập thể dục. Nếu cơ thể quý vị yếu đến nỗi không thể bước được dù chỉ là vài bước, nghiêng bên này, ngả bên kia, có người sẽ yêu cầu khuyên bảo quý vị luyện tập bài thể dục này làm cho bắp thịt mạnh lên làm cho thân thể khỏe lên tương tự như thế khi tâm quý vị trở nên yếu đuối và tất cả những gì quý vị đã nhận ra khi tu tập trong hai ngày qua quý vị đang mang một cái tâm quá sức bệnh hoạn quý vị đang mang một cái tâm quá sức suy nhược lắc lư chỗ này lắc lư chỗ kia vô cùng yếu đuối vô cùng bất ổn quý vị phải luyện tập để làm cho nó ổn định cường tráng, vững chắc, lành mạnh, trong tình trạng tốt. Bất cứ sự luyện tập nào làm cho tâm quý vị được lành mạnh là sự luyện tập tốt. Đây là Samma yamo. Có bốn sự luyện tập. Trong Thamma, mỗi sự luyện tập là tự xem xét mình. Sự luyện tập thứ nhất là tự mình xem xét, ồ, oh, ngay ở bề mặt của tâm. Trong khoảnh khắc này, Tôi có thói xấu này, tật xấu kia, thói xấu này, tật xấu kia. Trừ tuyệt những thói xấu, trừ tuyệt những tật xấu có mặt, đó là sự luyện tập tốt đầu tiên. Sự luyện tập thứ hai, một lần nữa tự xem xét tâm mình, tâm tôi không có thói xấu này, tật xấu kia. Rồi đóng hết tất cả các cửa của tâm quý vị. Bất cứ ô nhiễm nào không có ở đó, đừng cho phép nó thâm nhập vào. Đó là sự luyện tập tốt thứ hai sự luyện tập tốt thứ ba một lần nữa tự xem xét tâm mình tâm tôi có phẩm hạnh đặc biệt này hay phẩm hạnh đặc biệt kia đừng vì thế mà thổi phòng bản ngã đừng vì đức hạnh ấy mà phát triển lòng kiêu ngạo có phẩm hạnh ở đây đây là thực tại bây giờ tôi phải cố bảo tồn phẩm hạnh ấy tôi phải duy trì làm gia tăng phẩm hạnh ấy một lần nữa tự xem xét tâm mình và nếu quý vị thấy rằng mình không có phẩm hạnh đặc biệt này hay phẩm hạnh đặc biệt kia, hãy mở tất cả các cửa của tâm. Chào đón phẩm hạnh nào chưa có ở đấy, phẩm hạnh ấy sẽ đến, sẽ đến. Đây là bốn sự lượt tập giúp cho tâm được lành mạnh, khỏe khoắn. Đây là những gì mà quý vị đã bắt đầu làm một cách gián tiếp. Bước kế tiếp là Sammasati, là ý thức. Ý thức chân chánh hay tránh niệm. Cái gì là ý thức chân tránh? Ý thức về thực tại của khoảnh khắc này có liên quan đến cơ cấu thân thể và tinh thần của chính quý vị là ý thức chân chính. Ý thức không thể về quá khứ. Chữ Sati có hai nghĩa. Một nghĩa là tưởng nhớ. Nghĩa này không có liên quan gì đến phần này của Tham Ma. Tưởng nhớ thuộc về quá khứ. Quý vị cứ tiếp tục nghĩ về quá khứ. Thì đây không phải là Samma Sati. Đây không phải là ý thức chân tránh ý thức không thể về tương lai. Quý vị chỉ suy nghĩ, chỉ tưởng tượng, chỉ mơ mộng, điều này chẳng ích lợi gì cả. Ý thức là chân tránh khi quý vị sống với ý thức về thực tại của khoảnh khắc này, khi nó tự biểu hiện, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Và thực tại này thuộc về chính sự hiện hữu của quý vị, là thân này, tâm này và tổng hợp của cả hai đó là điều mà quý vị đã bắt đầu làm quý vị đã bắt đầu quan sát hơi thở đang đi vào đang đi ra từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác đúng như thật nếu hơi thở ấy sâu quý vị biết hơi thở ấy sâu nếu hơi thở ấy nông quý vị biết hơi thở ấy nông nếu hơi thở đi qua mũi bên trái quý vị biết nó qua mũi bên trái nếu hơi thở đi qua mũi bên phải quý vị biết nó qua mũi bên phải nếu hơi thở qua cả hai ống mũi quý vị biết nó qua cả hai ống mũi chỉ là thực tại đúng như đó đang hiện hữu đúng như nó đang là dĩ nhiên đối với thiền sinh mới khi quý vị không thể cảm nhận được hơi thở khi nó trở nên rất vi tế quý vị được phép lấy vài hơi thở cố tình hơi thở có cố ý hơi thở hơi mạnh một chút nhưng chỉ vài hơi thôi rồi trở lại hơi thở tự nhiên hơi thở bình thường để quý vị làm tăng khả năng phát triển được khả năng cảm nhận rất rõ ràng hơi thở vi tế nhất, hơi thở im dịu nhất. Rồi quý vị sống với thực tại đúng như nó đang là, chứ không phải như ý quý vị muốn, mà đúng như nó đang hiện hữu. Và đây được gọi là Yata Bhuta, đúng như thật, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, đúng như thật. Quý vị đang tập làm điều đó. Một điều khác nữa toàn thể con đường tu tập này đưa quý vị từ thực tại bề ngoài rất thô thiển, thô thiển, căng thẳng, chắc đặc. Vì đó là những gì lúc đầu quý vị cảm nghiệm được. Rồi quý vị đi dần tới thực tại vi tế hơn, vi tế hơn, vi tế hơn. Quý vị thăm dò toàn thể lĩnh vực thuộc cơ cấu thân xác này từ thực tại thô thiển nhất cho đến thực tại vi tế nhất. Quý vị thăm dò toàn thể lĩnh vực thuộc cơ cấu tinh thần, đó là tâm và nội dung của tâm. Từ thực tại thu thiền nhất, tầng lớp bên trên, cho đến thực tại vi tế hơn, vi tế hơn, vi tế nhất. Theo ngôn ngữ thuở ấy, Đức Phật nói Olariko. Từ Olariko đến Sukuma, Sukuma. Mỗi bước phải tiến gần đến Sukuma, Sukuma, Sukuma. Sự vi tế, vi tế, vi tế. Quý vị vượt qua khỏi toàn thể lãnh vực của sự vi tế của thân và tâm. Rồi quý vị bắt đầu chứng nghiệm được cái vượt ra ngoài thân và tâm. Quý vị sẽ nhận ra rằng toàn thể lĩnh vực thân và tâm là lĩnh vực nơi vạn sự nảy sinh, diệt đi, nảy sinh, diệt đi, nảy sinh diệt đi. Một vài thay đổi, một vài thay đổi đang diễn ra. Có một sự thay đổi không ngừng, luân lưu không ngừng đang xảy ra. Nhưng khi quý vị vượt qua lĩnh vực này, không có gì nảy sinh, không có gì diệt đi. chân lý tối hậu bất diệt này là điều ta không thể tưởng tượng. trên con đường tham ma không nên tưởng tượng điều gì cả và không nên chấp nhận một điều gì vì một vị Phật đã nói như thế hay vì vị thầy của quý vị đã nói như thế. quý vị phải chứng nghiệm được chân lý tối hậu này và kinh nghiệm này sẽ làm quý vị thay đổi hoàn toàn chứng nghiệm được chân lý tối hậu này, dù chỉ trong vài giây, tất nhiên biến ta thành một thánh nhân và toàn thể con đường giải thoát. Khi quý vị tiến từ thực tại thu thiển đến thực tại vi tế hơn, vi tế hơn, vi tế hơn, là một tiến trình thanh lọc tâm, như quý vị sẽ hiểu khi quý vị tiến xa hơn trên con đường giải thoát. Như vậy, một điều rõ ràng quý vị đang đi từ thực tại thô thiền đến thực tại vi tế hơn. Nhưng phải hiểu rằng, quý vị không thể tạo ra thực tại vi tế. Quý vị phải phó mặc cho tham ma, phó mặc cho thiên nhiên, và thiên nhiên sẽ tiếp tục vận hành. Như thế, về phần quý vị, bất cứ cái gì tự biểu hiện, quý vị chỉ cần ý thức về nó. Lúc đầu, quý vị phải thở vài hơi mạnh và ý thức được điều này rồi tự nhiên hơi thở sẽ trở nên càng lúc vi tế hơn, êm dịu hơn, nhẹ nhàng hơn. Quý vị cũng ý thức điều đó. Bây giờ, suốt cả ngày hôm nay, quý vị ý thức được sự phất chạm của hơi thở trong khu vực được giới hạn. Quý vị đã chọn một khu vực nhỏ. Đức Phật khuyên chúng ta tập với một khu vực nhỏ. Bởi vì khu vực càng nhỏ, tâm chắc chắn càng trở nên vi tế hơn, càng trở nên bén nhạy hơn kể từ ngày mai ngày mốt quý vị sẽ chú tâm vào một khu vực nhỏ hơn nữa bây giờ quý vị đang tập ở khu tam giác trong giới hạn khu tam giác này suốt cả ngày quý vị luyện tập để nhận ra sự phớt chạm của hơi thở phớt chạm của hơi thở bất cứ chỗ nào ở vách trong của ống mũi hãy nhận biết sự phớt chạm của hơi thở bất cứ chỗ nào ở ngoài cửa mũi hãy nhận biết sự phớt chạm của hơi thở bất cứ chỗ nào phía dưới mũi, trên môi trên, hãy nhận biết sự phát chạm của hơi thở, phát chạm của hơi thở. Từ tối nay và suốt ngày mai, quý vị sẽ kinh nghiệm những gì còn vi tế hơn sự phát chạm ấy. Cái phát chạm này lúc nào cũng có sẵn đó, nhưng quý vị không buồn quan tâm nhận biết nó, bởi vì quý vị chưa bao giờ thực tập. Bây giờ nhờ sự thực tập, quý vị làm cho tâm mình bén nhạy hơn để cảm nhận được sự phớt chạm này. Tương tự như thế, có những thứ vi tế hơn vốn luôn luôn có ở đó, nhưng quý vị không buồn ý thức về chúng. Bây giờ phương pháp thiền này sẽ giúp quý vị, và quý vị sẽ bắt đầu cảm nhận được những sự vi tế đó. Một điều, một thực tại sẽ trở nên rất rõ ràng, rất hiển nhiên. Quý vị sẽ nhận ra rằng một hơi thở đi vào, khi đi ra, hơi thở ấy ấm hơn một chút nhiệt độ của hơi thở vào và nhiệt độ của hơi thở ra có khác nhau hơi thở ra ấm hơn một chút đây là sự thật nhưng chưa bao giờ quý vị thèm nhận biết đến nó đó là điều tự nhiên mà thôi nhiệt độ môi trường bên ngoài thấp hơn nhiệt độ bên trong cơ thể như thế một hơi thở từ không khí bên ngoài đi vào cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ ấm hơn của cơ thể và khi đi ra nó ấm hơn một chút quý vị sẽ nhận ra điều này hơi thở ra hơi ấm hơn hơi thở vào một chút. Rồi chẳng bao lâu, quý vị sẽ bắt đầu kinh nghiệm một điều gì đó còn hơn thế nữa, một thực tại nào đó không hề liên quan gì đến hơi thở cả. Quý vị dùng hơi thở để đi vào thực tại vi tế hơn, còn bây giờ, cho dù không dùng đến hơi thở, thì cái gì đang xảy ra? Quý vị đã không ngừng thực tập trên khu vực nhỏ hẹp này, khu tam giác này, và khoảng tối nay, và ngày mai quý vị sẽ bắt đầu kinh nghiệm phản ứng sinh hóa nào đó đang xảy ra ở khu vực này. Phản ứng điện từ nào đó đang xảy ra khắp cơ thể. Khắp cơ cấu thân xác này, trong từng khoảnh khắc đều có phản ứng sinh hóa này hay phản ứng sinh hóa khác. Phản ứng điện từ này hay phản ứng điện từ khác. Và vì thế, không có cảm giác này thì cảm giác khác trên khắp cơ thể. Bất cứ chỗ nào có sự sống chỗ đó chắc chắn có cảm giác. Trong khu vực này, quý vị sẽ bắt đầu cảm thấy một cảm giác nào đó, không nhất thiết phải là cảm giác đặc biệt này hay cảm giác đặc biệt kia, bất cứ cảm giác nào, bất cứ cảm giác nào xuất hiện. Có thể là nóng, có thể là quý vị bắt đầu cảm thấy nóng ở khu vực này, chỉ nóng ở trong khu vực này mà thôi. Nó có thể là thân nhiệt, nó có thể là hơi nóng của không khí, hơi nóng Quý vị chỉ việc quan sát có hơi nóng. Ngay khoảnh khắc này có hơi nóng, thế thôi, có thể là hơi lạnh, có thể là toát mồ hôi, ta chỉ quan sát thôi, không làm gì hết. Có thể là một cảm giác ngứa. Một lần nữa, chỉ quan sát thôi, cảm giác ngứa ngáy. Đừng phản ứng lại cảm giác ấy, một cảm giác ngứa. Quý vị bắt đầu phản ứng, quý vị bắt đầu xoa hay gãi chỗ ngứa. Như vậy không phải là samasati. Sammasati là chỉ quan sát mà thôi. Đừng làm gì cả. Hãy quan sát thực tại tự nó đang biểu hiện. Một cơn ngứa đã bắt đầu nổi lên. Tôi cứ để xem nó kéo dài được bao lâu. Cơn ngứa trở nên khó chịu hơn, khó chịu hơn, khó chịu hơn. Nhưng cuối cùng cũng qua đi. Không có cơn ngứa nào tồn tại mãi mãi. Nó sẽ không vĩnh viễn lưu lại ở đó. Cứ để tôi xem nó kéo dài được bao lâu. Không có cảm giác nào tồn tại mãi mãi. Nó nảy sinh, không sớm thì muộn cũng sẽ diệt mất. Nó nảy sinh, không sớm thì muộn cũng sẽ diệt mất. Quý vị chỉ lặng lẽ chứng kiến những gì đang xảy ra. Có thể là cảm giác ngơ ngáy, có thể là cảm giác nhột nhạt. Đôi lúc có cảm giác như kim châm, có lúc có cảm giác như tim đập, cảm giác mạnh đang đập, có thể là cảm giác nhẹ nhõm, có thể là cảm giác nặng nề, có thể là đè ép, có thể là căng thẳng có thể là rằng kéo. Ngay cả cảm giác đau đớn, có thể là cảm giác phồng da co lại, phồng da co lại. Có thể là cảm giác tê tê, có thể là cảm giác khô, có thể là cảm giác ẩm, bất cứ cảm giác gì. Quý vị không thể chọn lựa cảm giác. Đây là sự quan sát không có chọn lựa. Hãy để thiên nhiên đóng vai trò của nó. Hãy để tham ma đóng vai trò của nó. Bất cứ cái gì tự thể hiện trong từng khoảnh khắc đây là thực tại của khoảnh khắc này và công việc của quý vị là chỉ chấp nhận nó và quan sát nó quan sát nó mà không phản ứng lại chỉ quan sát chỉ quan sát chỉ quan sát mà thôi đừng tìm kiếm cái gì không có ở đó nếu không quý vị sẽ bị lạc bất cứ cảm giác nào xuất hiện trong khu vực này quý vị chấp nhận nó và quan sát nó rất có thể quý vị cảm thấy một cảm giác mà quý vị không thể gọi hay đặt tên cho nó không cần thiết phải gọi hay đặt tên cho nó ngay cả các cảm giác mà quý vị có thể gọi hay đặt tên cũng không nên gọi hay đặt tên không nên một điều gì đó đang xảy ra và quý vị chỉ quan sát nó một cách khách quan mà không phản ứng lại mục đích của chúng ta đã chu toàn đây là điều phương pháp thiền này muốn chúng ta làm chỉ chấp nhận thực tại của khoảnh khắc này đúng như nó đang hiện hữu mà không phản ứng lại cũng như thế đối với bất cứ cảm giác nào có thể đôi lúc quý vị không cảm thấy cảm giác nào. Cảm giác lúc nào cũng có trong mọi khoảnh khắc, trên từng phần rất nhỏ trên cơ thể. Nhưng tâm quý vị quá mụ mẫm nên không thể cảm nhận được thực tại vi tế. Vì thế, những lúc quý vị không cảm thấy cảm giác nào trong khu vực giới hạn này, hãy trở lại theo dõi hơi thở. Không sao, quý vị có hơi thở ra vào. Tiếp tục làm việc với hơi thở ra vào. Hơi thở ra vào và thanh linh, một cảm giác sẽ xuất hiện. Rồi bắt đầu chú trọng đến cảm giác đã xuất hiện đó và lưu lại với cảm giác ấy. Cảm giác ấy diệt mất và một cảm giác nào khác có thể xuất hiện. Cái này diệt đi, cái khác có thể hiện đến. Nếu không có gì xuất hiện thì một lần nữa trở lại với hơi thở. Tu tập với hơi thở hay với cảm giác, nhưng hãy chú trọng đến cảm giác nhiều hơn. Rất có thể đôi lúc quý vị cảm thấy nhiều cảm giác trong khu vực này hai hay ba cảm giác cùng một lúc đừng vì thế mà bối rối chọn một cảm giác thôi và chọn cảm giác nào vi tế nhất đừng chọn cảm giác mạnh mẽ vì quý vị dễ dàng cảm nhận được nó hãy chú trọng đến cảm giác nào rất lờ mờ và cố gắng cảm nhận cảm giác lờ mờ hơn mơ hồ hơn tâm quý vị sẽ dần dần trở nên nhạy bén hơn dần dần trở nên vi tế hơn để cảm nhận được cảm giác mơ hồ này hãy hiểu rằng Quý vị duy trì sự chú tâm của mình trong khu vực giới hạn này, điều đó sẽ làm cho tâm quý vị sắc bén và nhạy cảm hơn. Nếu quý vị chú tâm ở nhiều chỗ khắp cơ thể thì tâm quý vị sẽ vẫn cứ thô thiển và nó chỉ có thể cảm nhận được những cảm giác thô thiển. Quý vị không thể đi tới chiều sâu được. Và Đức Phật khuyên quý vị đi vào chiều sâu. Như vậy, trong khi sự chú ý của quý vị đang ở chỗ này, một cảm giác nào đó có thể bắt đầu nảy sinh ở phần khác của cơ thể. Quý vị không thể ngăn chặn nó được. Đừng bao giờ cố ngăn chặn nó, nhưng làm ngơ nó đi, đừng cho nó là quan trọng chút nào cả. Ở chỗ nào khác trên cơ thể có cảm giác nào đó đang xảy ra, công việc của quý vị là thăm dò thực tại ở khu vực này, khu vực tam giác này. Nếu bất cứ điều gì xảy ra ở thành bên trong ống mũi, bất cứ cảm giác nào xuất hiện, tôi sẽ quan sát nó. Nếu bất cứ cảm giác nào xuất hiện ở thành bên ngoài ống mũi, phải tôi sẽ quan sát cảm giác ấy nếu bất cứ cảm giác nào xuất hiện tại vành ngoài cửa mũi phải tôi sẽ quan sát cảm giác ấy nếu bất cứ cảm giác nào xuất hiện phía dưới mũi trên môi trên phải tôi sẽ quan sát cảm giác ấy nhưng bất cứ cảm giác nào ngoài khu vực ấy tôi sẽ làm ngơ rồi quý vị sẽ thấy rằng tâm mình thu hẹp vào một khu vực nhỏ và làm việc trong khu vực nhỏ ấy tâm quý vị càng ngày càng trở nên sắc bén hơn ngày càng sắc bén hơn cứ thực hành như thế tối nay cho đến hết ngày mai. Đây là Samma Sati. Kế đến là Samma samathi samathi là sự định tâm. Nhưng Samma samathi thì khác. Đó là định tâm với nền tảng thiện. Cái gì là nền tảng thiện? Là không còn mô hà. Mô hà nghĩa là vô minh. Không còn ảo tưởng, không còn sai lầm, không còn nhận thức đảo điên, không còn mơ hồ lẫn lộn, không còn tưởng tượng. Đối tượng của sự định tâm phải có tính thực tế. Bất cứ cái gì quý vị đang thực tập là samasati. Ý thức về thực tại của khoảnh khắc này, thực tại của khoảnh khắc này mà quý vị đang chứng nghiệm trong khu vực giới hạn này. Trong khoảnh khắc này quý vị ý thức về thực tại, trong khoảnh khắc kế tiếp quý vị lại ý thức về thực tại. Khoảnh khắc kế tiếp quý vị lại ý thức về thực tại. Cứ như thế từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác từng khoảnh khắc một từng khoảnh khắc một không có bất cứ sự gián đoạn nào quý vị tiếp tục quan sát thực tại từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác cảm giác này hay cảm giác kia cảm giác sẽ thay đổi nhưng sự chú ý của quý vị nằm trong khu vực giới hạn này và thực tại biểu hiện ở đây trong từng khoảnh khắc một từng khoảnh khắc một khoảng thời gian nào quý vị còn tiếp tục có ý thức mà không bị gián đoạn thì trong khoảng thời gian ấy Samadhi của quý vị càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và đó là samma là chân chánh vì quý vị sống với thực tại mà quý vị đang chứng nghiệm, không có gì là tưởng tượng cả. Tâm có thể được định nhờ vào một đối tượng tưởng tượng, một hình ảnh, một hình dáng nào đó của vị thần này hay vị thần kia, của nữ thần này hay nữ thần kia, giáo chủ tôn giáo này hay tôn giáo kia. Quý vị có thể tưởng tượng hình ảnh, hình dáng của khuôn mặt này hoặc của người nọ, cứ thế lặp đi lặp lại. Dùng đến sự tưởng tượng này, thầm trong đầu, thầm trong đầu, tâm sẽ được định. Nay quý vị có thể tiếp tục dùng một tiếng nào đó, cứ thế lặp đi lặp lại bằng tụng niệm, bằng tụng niệm, tâm sẽ được định. Nhưng đây không phải là thực tại tự nhiên. Quý vị thấy rằng, si la mà quý vị đang thực hành, là để đưa quý vị tới bước thứ hai là samadhi. Và chính samadhi mà quý vị đang thực tập là để đưa quý vị đến giai đoạn thứ ba là panya. Tất cả đều là sự tiến bộ đi dần đến đích cuối cùng. Nếu quý vị dùng một đối tượng khác mà đối tượng ấy là do sự tưởng tượng hay tự quý vị sáng tạo ra. Nếu quý vị áp đặt một điều gì không có ở đó thì đối tượng tưởng tượng này sẽ không đưa quý vị đến đích cuối cùng. Đối tượng phải là những gì xuất hiện trong khu vực tam giác này và quý vị ý thức được, chỉ ý thức mà thôi. Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, từ giây phút này sang giây phút khác, quý vị ý thức, ý thức, ý thức. Chừng nào quý vị còn liên tục ý thức, hãy giữ sự chú ý của quý vị trong khu vực giới hạn này. Đây là Samma Samadhi. Trái lại, như tôi đã nói, tâm có thể được định với Moha, vô minh với các đối tượng tưởng tượng hay với nền tảng ham muốn raga hay với nền tảng ghét bỏ dosa quý vị có thể đã thấy người thợ săn hoàn toàn tập trung vào khẩu súng hai nòng một con thú đi đến gần người thợ săn ấy sẽ bắn chết con thú ấy có định đấy nhưng đây không phải là samma samadhi sự định tâm chân chánh con mèo đứng canh gần cửa hang chuột hoàn toàn chú tâm con chuột đi ra khỏi hang con mèo chụp lấy và nhai nghiến con chuột ấy, con mèo ấy hoàn toàn tập trung, nhưng không phải với Samma Samadhi. Mỗi hành vi bất thiện, từ lời nói đến việc làm, đều được làm với một lượng Samadhi định nào đó. Ngay cả kẻ móc túi quý vị, tâm của kẻ ấy cũng định, kẻ ấy ý thức được mình đang làm gì. Đây không phải là Samma Samadhi, không có ham muốn và ghét bỏ trong định chân chính. Khi quan sát hơi thở, quý vị không có mô ha vô minh không có mơ hồ lẫn lộn về sự thật mà quý vị đang chứng nghiệm có hơi thở ở đấy cái phất chạm của hơi thở phải có sự phất chạm của hơi thở ở đấy và bây giờ những cảm giác này có các cảm giác ở đấy mà quý vị đang quan sát quý vị không quan sát với sự ham muốn hay ghét bỏ cũng như với hơi thở không ham muốn không ghét bỏ và tương tự như thế với sự phất chạm của hơi thở không ham muốn, không ghét bỏ. Bây giờ cũng như thế, với các cảm giác quý vị đang cảm nhận ở đây, không ham muốn, không ghét bỏ, sự việc cứ xảy ra và quý vị quan sát chúng một cách khách quan, một cách khách quan, một cách khách quan. Điều này làm cho Samadhi trở thành Samma Samadhi, định trở thành định chân chính. Điều này giúp quý vị đi vào lãnh vực kế tiếp, lãnh vực thứ ba, Panya, đó là trí tuệ, tuệ giác khi quý vị thanh lọc tâm không phải chỉ ở mức độ bề mặt sila đưa quý vị đến samadhi nơi quý vị phát triển việc làm chủ được tâm nhưng việc làm chủ tâm này chỉ ở mức độ bề mặt panya đưa quý vị đến chiều sâu của tâm phần thứ ba này của Thamma là để thanh lọc tâm ở tầng lớp sâu thẳm nhất cái được gọi là tầng lớp vô thức nguồn gốc khổ đau của quý vị nơi mọi bất tịnh này nảy sinh nơi chúng khởi sự và gia tăng gấp bội. Mớ bất tịnh mà quý vị đã tích lũy trong quá khứ, tất cả mọi bất tịnh ấy phải trồi lên trên bề mặt và mất đi, trồi lên trên bề mặt và mất đi. Đó là Panya. Chúng ta sẽ không nói đến Panya hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ thảo luận chủ đề này. Bởi vì ngày mốt, quý vị sẽ đi vào lãnh vực của Panya. Lý thuyết và thực hành nên đi đôi với nhau. Nên ngày mai ta sẽ nói tới Panya để ngày mốt quý vị sẽ thực tập nó. Bây giờ quý vị đang ở trong lĩnh vực của Sila. Quý vị đang giữ tất cả các giới mà quý vị đã thọ nhận, giữ một cách cẩn thận, một cách nghiêm chỉnh Và quý vị đang thực hành Samadhi, ý thức về thực tại, nơi khu vực giới hạn này, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Hãy tận dụng thời gian, tận dụng cơ hội với nền tảng tốt lành của Sila sống trong môi trường này. Trong trường thiền như thế này, không có lý do gì để quý vị phạm bất cứ giới nào. Và quý vị có được tất cả sự tĩnh lặng, sự an tĩnh, môi trường tốt lành xung quanh để quý vị có thể luyện tập, thực tập Samadhi. Hãy tận dụng điều này. Thời gian rất quan trọng. Cơ hội quý vị đang có vô cùng thuận lợi cho quý vị. Phương tiện quý vị có ở đây và thăm ma tuyệt diệu này, phương pháp thiền tuyệt diệu này phương pháp thiền không có tính cách tông phái phương pháp phổ quát rất hợp lý rất khoa học hãy tận dụng phương pháp thiền này tận dụng nó vì sự tốt lành của chính quý vị vì lợi ích của chính quý vị vì sự giải thoát cho chính quý vị giải thoát khỏi mọi ràng buộc gông cùm xiềng xích của vô minh của ham muốn của ghét bỏ và thoát khỏi mọi khổ đau để hưởng được an lạc thực sự hòa hợp thực sự hạnh phúc thực sự nguyện cho tất cả quý vị hưởng được an lạc thực sự hòa hợp thực sự hạnh phúc thực sự. <laughs>